nhật tuần 29 thường niên B, Thánh Vịnh tuần 1, Chủ nhật truyền giáo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10 từ câu 35 đến câu 45. Khi ấy, hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Người hỏi: "Các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy, khi thầy được vinh quang." Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì, các anh có uống nổi chén thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức Giêsu bảo: "Chén thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Công việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 10 môn đệ kia đầm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gio-an. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân. Những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." Tin mừng hôm nay thuật lại việc hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến xin Chúa Giê-xu cho hai anh em, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả người, khi người được vinh quang. Đây quả thật là một lời cầu xin táo bạo. Chúng ta chú ý đến câu trả lời của Chúa Giê-xu và phản ứng của các môn đệ khác. Khi nghe về yêu cầu của Gia-cô-bê và Gio-an, các môn đệ khác trở nên tức tối. Thế nhưng, trước lời cầu xin có vẻ quá đáng của Gia-cô-bê và Gio-an, trước những phản ứng có vẻ phẫn nộ của các môn đệ khác, Chúa Giê-xu vẫn dịu dàng giải thích cho tất cả họ rằng: "Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người." Chúng ta thấy không chỉ có Gia-cô-bê và Gio-an thích danh dự và ham quyền lực, mà người môn đệ còn lại cũng mơ ước điều này. Chúa Giê-xu không coi thường khát vọng được thành công, được trọng vọng của nhóm 12, nhưng người chỉ cho các môn đệ con đường đúng đắn để đưa đến sự việc đó. Chúa Giê-xu cho các ông biết, thông thường con người thì thành công, vinh quang đến từ việc thống trị. Quyền lực là để thống trị, là để gom góp cho mình, quy tất cả về mình. Nhưng đối với người môn đệ của Chúa Giê-xu thì quyền lực không phải để quy về mình, nhưng là hướng đến người khác, là để phục vụ. Và Chúa Giê-xu đã nói điều này bằng chính cuộc sống của người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Bản chất nơi con người sa ngã của chúng ta thường xuyên bị cám dỗ về sự mong muốn, cao quý, danh thế, danh dự và sự ngưỡng mộ của thế gian. Chúng ta muốn người khác nghĩ tốt về mình và thậm chí ghen tị với mình. Đây cũng là một trong những cơn cám dỗ mà Chúa Giê-xu đã vượt qua trong sa mạc. Ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giê-xu bằng cách hứa cho người quyền cai trị trên tất cả các dân tộc. Và bằng cách từ chối cơn cám dỗ này, Chúa Giê-xu cũng sẽ ban cho chúng ta tất cả ân sủng cần thiết để chiến thắng cám dỗ. Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con luôn biết lắng nghe lời Chúa và để lời Chúa thay đổi cuộc đời chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi ham muốn
sai trái, để chúng con có thể cảm nếm được niềm vui của sự tự do đích thực. Amen.